Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 8 giờ ngày mùng 3 tháng 5 của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Thưa quý vị và các bạn, Hôm nay ngày 3 tháng 5, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, trưởng ban dân vận, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa, giám sát việc thực hiện quy chế dân vận tại đoàn nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí Nguyễn Văn Thi, phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, dự kỷ niệm 35 năm Hội đồng hương Thanh Hóa tại thành phố Hồ Chí Minh, cùng ngày đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiếp xúc cử tri tại huyện Bá Thước. Ngày hôm nay cũng diễn ra lễ phát động hưởng ứng tháng hành động vì an toàn vệ sinh lao động và tháng công nhân năm 2024 và nhiều sự kiện quan trọng khác. Thông tin chi tiết về các sự kiện này, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong các bản tin thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Gói thầu số 40 của dự án đường dây 500 kV Thanh Hóa, nhà máy nhiệt điện 5 định 1, bao gồm 18 vị trí móng cột đi qua địa bàn các xã Nga Thiện, Nga Trường, Nga Văn, Ba Đình, Nga Thắng, Nga Sơn, do tập đoàn PC1 đảm nhận thi công. Được bàn ra mặt bằng ngày 12 tháng 12 năm 2023, với các biện pháp tổ chức thi công hợp lý, nên gói thầu này đã hoàn thành vượt tiến độ, đúc móng so với kế hoạch đề ra và là gói thầu đầu tiên trong toàn dự án đường dây 500 kV mạch 3 hoàn thành đúc móng sớm nhất. Hiện nay trên công trường thi công, nhà thầu đang dồn lực vận chuyển thiết bị cột thép để lắp dựng đồng loạt hàng chục vị trí cột. Tập đoàn PC1 phấn đấu hoàn thành dựng cột trước ngày mùng mai, trước ngày mùng 10 tháng 5, sau đó sẽ tiến hành kéo dây. Từ năm 2021 đến tháng 4 năm 2024, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã huy động gần 247 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Từ nguồn vốn trên, huyện Quan Hóa đã đầu tư xây dựng nâng cao cải tạo các công trình thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân và xây dựng nông thôn mới, xây dựng hạ tầng xây dựng hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn đồng bộ và từng bước hiện đại, đảm bảo môi trường cảnh quan nông thôn sáng xanh sạch đẹp an toàn và giàu bản sắc dân tộc. Xác định liên kết sản xuất bao tiêu sản phẩm giữa doanh nghiệp và người dân là giải pháp để phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững. Huyện Thọ Xuân tỉnh Thanh Hóa đã tập trung đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất tạo điều kiện thuận lợi nhằm thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Tính đến hết quý 1 năm 2024, huyện Thọ Xuân tỉnh Thanh Hóa có 434 ha cây trồng được liên kết sản xuất bao tiêu sản phẩm với các sản phẩm chủ yếu là cây ngô ngọt, mía, lúa, rau. Các doanh nghiệp có trách nhiệm cung ứng giống hướng dẫn kỹ thuật cho người dân, đảm bảo giá thu mua được cam kết ngay từ đầu vụ. Vì vậy, đầu ra sản phẩm được đảm bảo hiệu quả kinh tế cao hơn so với sản xuất thông thường. Thông tin từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa cho biết, con số hơn 1,5 triệu lượt khách đến với Thanh Hóa trong năm ngày nghỉ lễ vừa qua tăng 27,3% so với dịp nghỉ lễ cùng kỳ năm 2023, có thể xem là một minh chứng sống động cho sự liên kết trong phát triển du lịch. Sự liên kết ở đây không chỉ giữa ngành du lịch tỉnh này với tỉnh kia hay giữa các doanh nghiệp du lịch với nhau mà còn giữa các khu điểm du lịch trong tỉnh với nhau. Trong quý 1 năm 2024, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tổ chức nhiều đoàn khảo sát phối hợp tổ chức nhiều hội nghị kết nối du lịch tại nhiều tỉnh thành phố trong nước. Mới nhất sau thành công của Hội nghị xúc tiến quảng bá du lịch với chủ đề Một hành trình nhiều trải nghiệm giữa các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị xúc tiến kết nối du lịch Thanh Hóa với các tỉnh, thành phố, đồng bằng, sông Hồng mở rộng. Đây là một hội nghị có quy mô rộng hướng vào một thị trường du lịch tiềm năng. Thanh Hóa hiện đã thành lập được hơn 1.900 mô hình tổ liên gia an toàn, phòng cháy chữa cháy và hàng nghìn điểm chữa cháy công cộng. Mới đây, tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức thành công hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tổ liên gia toàn phòng cháy chữa cháy năm 2024. Hội thi không chỉ nhằm lựa chọn ra tổ liên gia xuất sắc nhất đại diện tỉnh Thanh Hóa tham gia vòng thi khu vực mà còn là cơ hội để các thành viên tổ liên gia nâng cao hiểu biết, thực hành thuần thục các kỹ năng thiết yếu trong chữa cháy và cứu người, cứu tài sản. Tiếp theo là phần tin trong nước. Ngày 2 tháng 5 năm 2024, Tổng Thư ký Quốc hội đã ban hành thông báo số 3568TB TTKQH thông báo ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phân công điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho đến khi kiện toàn được chức danh Chủ tịch Quốc hội khóa 15 theo quy định. Chính phủ sau bộ nội vụ chủ trì thực hiện trong tháng 5 năm 1924 phải hoàn thành nghị định quy định chế độ tiền lương mới đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Mức lương trung bình của công chức viên chức có mức khởi điểm tăng từ hệ số 2,34 lên 2,68%. Hiện nay công chức viên chức có trình độ đại học có mức lương khởi điểm hơn 4,2 triệu đồng một tháng. Mức lương cao nhất của công chức viên chức tương ứng với bậc 3 của chuyên gia cao cấp bằng lương bộ trưởng cũng được nới rộng từ hệ số 10 lên 12. Vì vậy, mức lương mới cao nhất của công chức viên chức dự kiến cũng vượt khá xa con số 18 triệu đồng như hiện nay. Ngoài ra, từ năm 2025, chính phủ tiếp tục điều chỉnh mức lương trong các bảng lương tăng thêm bình quân khoảng 7% một năm. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, dự kiến sản xuất lúa cả nước năm 2024 sẽ đạt 43 triệu tấn. Với sản lượng này sẽ đảm bảo nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu hơn 8 triệu tấn. Trong 4 tháng năm 2024, xuất khẩu gạo đã đạt 3,23 triệu tấn, tăng 11,7% với 2,08 tỷ USD, tăng 36,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này nhờ giá xuất khẩu gạo bình quân từ đầu năm đạt 644 USD một tấn, tăng 22,2%. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dự báo yếu tố thời tiết không thuận lợi, nguồn cung chưa dồi dào, trong khi nhiều nước có xu hướng gia tăng nhập khẩu để dự trữ. Bên cạnh đó, một số quốc gia tiếp tục chính sách cấm hạn chế xuất khẩu cùng với nhiều điểm nóng xung đột trên thế giới vẫn tiếp diễn, khiến thị trường gạo trên thế giới sẽ tiếp tục sôi động trong thời gian tới. Chiều ngày 2 tháng 5, thông tin từ Ban điều hành cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo cho biết, trong 6 ngày sau thông xe, từ ngày 26 tháng 4 đến 2 tháng 5, lượng xe qua cao tốc đạt 74.373 lượt. Số xe gặp sự cố hư hỏng trên đường là 48 xe, trong đó 26 xe được cứu hộ đảm bảo giao thông khắc phục nhanh, có 18 xe được cứu hộ kéo ra ngoài tuyến. Có xảy ra một vụ xe va quyệt nhẹ, không có thương vong về người, giao thông thông thoáng. Bộ Giao thông Vận tải vừa có báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thí điểm hoạt động xe bốn bánh chạy bằng năng lượng điện chở khách tham quan du lịch trong khu vực hạn chế. Theo Bộ Giao thông Vận tải đến nay cả nước có 35 địa phương được Thủ tướng Chính phủ đồng ý việc thí điểm hoạt động đối với xe bốn bánh chạy bằng năng lượng điện hoặc động cơ xăng phục vụ chở khách du lịch trong phạm vi hạn chế. Bộ công an và nhiều địa phương đều đánh giá loại phương tiện này cơ bản đảm bảo an toàn, tạo sự văn minh thuận tiện trong phục vụ du lịch, thân thiện môi trường, ít gây ô nhiễm tiếng ồn, tốc độ di chuyển thấp nên chưa xảy ra vụ tai nạn nào liên quan đến loại xe này gây thương tích cho người và phương tiện khác. Điện mặt trời mái nhà nếu ồ ạt phát triển quy mô lớn sẽ ảnh hưởng lớn đến cân bằng cung cầu của hệ thống điện gây ra những phí tổn không cần thiết, đó là quan điểm của cục điều tiết điện lực bộ công thương khi phân tích những yếu tố ảnh hưởng của điện mặt trời mái nhà đối với vận hành hệ thống điện. Trước đó ngày 15 tháng 4, bộ công thương công bố dự thảo nghị định về điện mặt trời mái nhà, trong đó quy định sản lượng điện này nếu phát vào hệ thống điện quốc gia có giá không đồng và không được thanh toán, cấm các hành vi lợi dụng để kinh doanh hoặc bán điện này. Theo kế hoạch được công bố Sáng nay phiên đấu thầu vàng sẽ diễn ra lúc 9 giờ sáng tại Cục Quản lý Dự trữ Ngoại hối Nhà nước, số 25 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Phiên đấu thầu sẽ diễn ra theo hình thức đấu thầu theo giá. Tổng khối lượng vàng miếng được đem ra đấu thầu là 16.800 lượng vàng miếng SCC. Số lượng này không thay đổi so với các lần thông báo đấu giá trước đó. Đơn vị tham gia được yêu cầu đặt cọc 10% giá tham chiếu để tính giá trị đặt cọc là 82,9 triệu đồng một lượng. Trước đó, ngày 25 tháng 4, Ngân hàng Nhà nước đã phải hủy phiên đấu thầu dự kiến diễn ra trong ngày do chỉ có một đơn vị nộp phiếu dự thầu. Đến chiều qua mùng 2 tháng 5, Bệnh viện đã qua khu vực Long Khánh, Đồng Nai tiếp nhận và điều trị cho khoảng 330 bệnh nhân với các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì. Như đã đưa tin, tối ngày mùng 1 tháng 5, Bệnh viện đã qua khu vực Long Khánh, Đồng Nai tiếp nhận và điều trị cho 73 bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì. Các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt, đau bụng, nôn tiêu chảy do ăn bánh mì thịt tại cơ sở bánh mì B, phường Xuân Bình, thành phố Long Khánh, Đồng Nai trong khoảng thời gian từ 15 giờ đến 19 giờ ngày 30 tháng 4. Sau khi ăn, các bệnh nhân xuất hiện những biểu hiện như trên. Nhiều người đã tự mua thuốc uống tại nhà nhưng không khỏi nên nhập viện. Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong năm ngày nghỉ lễ từ 27 tháng 4 đến mùng 1 tháng 5, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý hơn 77.400 trường hợp vi phạm, phạt tiền 170,122 tỷ đồng, tạm giữ hơn 1.100 xe ô tô, hơn 28.000 xe mô tô và 561 phương tiện khác. Tước gần 15.000 giấy phép lái xe các loại, trong đó xử lý hơn 21.300 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày mùng 3 tháng 5, Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phía Bắc có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to, phía Nam và chiều tối tối có mưa rào, rông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng có nơi nắng nóng, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 35 độ. Chương trình thời sự xin dừng lại tại đây. Kính mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe các chương trình khác của đài chúng tôi.